Cẩm Tú kính chào quý khán giả. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Theo Đài khí tượng thủy văn Tây Ninh cho biết, đêm nay và ngày mai, khu vực Đông Nam Bộ và tỉnh Tây Ninh mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 24 cho đến 36 độ. Sau đây sẽ là thời tiết các khu vực trong tỉnh. Ở khu vực phía Bắc tỉnh Tây Ninh, huyện Tân Biên và Tân Châu, Khu vực này mai thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 cho đến 36 độ, độ ẩm 67%. Ở khu vực phía Nam tỉnh Tây Ninh, huyện Bến Cầu, Gò Dầu và thị xã Trảng Bàng, mai thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 24 cho đến 35 độ, độ ẩm 72%. Đối với khu vực phía Đông tỉnh Tây Ninh, huyện Dương Minh Châu Khu vực này mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 23 cho đến 36 độ, độ ẩm 73%. Ở khu vực phía tây tỉnh Tây Ninh, huyện Châu Thành. Đối với khu vực này thì sẽ có mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 25 cho đến trên 35 độ, độ ẩm 67%. Dự báo thời tiết ở khu vực thành phố Tây Ninh và thị xã Hòa Thành sẽ có mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 24 cho đến 36 độ, độ ẩm 70%. Cảnh báo thời tiết ít mưa, ngày nắng nóng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân và làm tăng nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn. Mực nước cao nhất tại Gò Dầu, sông Vàm Cỏ Đông từ 0.50 cho đến 0.55 m sau đây sẽ là thông tin thời tiết các khu vực trong tỉnh đêm nay và ngày mai